Quý vị đang theo dõi chương trình Đông Y ngày nay của hệ thống đài Viettv Network, và Hiền trân trọng gửi lời chào tái ngộ đến quý vị trong khung giờ này dành riêng cho thứ năm hàng tuần từ 5 giờ cho đến 6 giờ chiều để chúng ta cùng trò chuyện cùng với đại diện của nhà thuốc Hoa Đà Houston, đó là thầy Thiện Đào. Cảm ơn thầy đã quay trở lại trong chương trình ngày hôm nay. Xin chào quý vị khán giả của đài Viettv, xin chào bác Hiền. Dạ, cảm ơn quý vị luôn luôn yêu mến và ủng hộ cho chương trình trong mỗi một khung giờ thứ năm. Chúng tôi rất là vui khi được ngồi xuống để chia sẻ tới quý vị về cánh cửa với những cái kiến thức, cửa sổ kiến thức về Đông y để chúng ta cùng chia sẻ với nhau về các dược thảo, phương cách chữa trị những căn bệnh từ hàng ngàn năm xa xưa. Và kính thưa quý vị, trong chương trình này thì chúng tôi xin mời quý vị gọi vào nếu như mà quý vị có những câu hỏi về sức khỏe, và cũng không quên chia sẻ về số điện thoại để quý vị có thể liên lạc trực tiếp với nhà thuốc trong trường hợp quý vị cần liên lạc trực tiếp để thăm khám chữa trị những căn bệnh. Với số điện thoại là 2814950268, website của nhà thuốc là hoa.earth.com. Địa chỉ của nhà thuốc tại thành phố Houston, là 11210 Bel Air Boulevard, Suite 126B, Houston, Texas 77072. Chủ đề của mỗi một tuần lễ chúng ta sẽ chia sẻ về những căn bệnh khác nhau. Ngày hôm nay thì Ái Hiền xin chọn một chủ đề mà Ái Hiền nghĩ là rất là cần thiết dành cho quý vị, đó là về căn bệnh ho. Số điện thoại hiển thị trên màn ảnh là 1844-858-7000, xin mời quý vị gọi vào nhé. Nếu mà quý vị có những câu hỏi, và cũng không quên nhắc quý vị có thể comment câu hỏi của quý vị trên Facebook của chúng tôi. Cách để mà quý vị đặt câu hỏi cho chương trình rất là đơn giản, quý vị cho biết số tuổi của quý vị và những triệu chứng bệnh, và xin đánh dấu bằng tiếng Việt và share rộng rãi chương trình này. Quay trở lại chủ đề ngày hôm nay, chúng ta sẽ nói về căn bệnh ho. Thường thường đó thì ho thì Ái Hiền thấy có hai loại ho mà Ái Hiền cũng rất là tò mò muốn được biết, thưa thầy. Có nhiều người họ ho lại không ra tiếng, nhưng mà có nhiều người họ ho thì cái tiếng giống như là cả như nguyên cái lồng ngực nó muốn rớt ra ngoài luôn. Đúng thì rồi. Xin mời thầy chia sẻ về cái căn bệnh này cho quý vị hiểu ạ. Thì trong ho mình có nói ở đây là nó Ái Hiền nói có hai loại, nó nhiều loại lắm, nhưng mà đại cái mình nói đơn giản là hai cái loại Ái Hiền vừa nói đi ha. Bây giờ mình nói là ho thường thường nó sẽ bắt đầu vào cái nguyên nhân là cái gì, tại sao nó lại ho. Có nhiều người họ trong cái mùa nhiệt quá thì họ bị do làm trong cái môi trường, chẳng hạn họ làm trong tiện thì họ hít những cái chất mà gọi là hóa chất, thì nó vừa cái môi trường nó vừa nóng mà lại có cộng thêm hóa chất, thì họ ho cả nửa cuộc đời của họ, tại vì họ làm ở đó 10-20 năm rồi, họ không muốn bỏ, cho nên là họ cứ ho dần dần họ vậy, thì uống hết thuốc này thuốc kia mà không hết, thì đó là cái ho gọi là ho nhiệt, hoặc là ho cảm nắng thì đó là ho nhiệt. Và ở trong những cái mùa mà chẳng hạn như chúng ta lạnh thì chúng ta hỏi là họ ho vì thương hàn, bởi vì cái hơi lạnh nó vào làm cho chúng ta viêm phổi. Và ho không phải là căn bệnh, mà ho là bởi vì tống ra những cái thứ gì nó không thuộc của cơ thể, chẳng hạn giờ nó ngứa cuốn cổ thì do những cái chất ở ngoài trời giống như là bụi bặm phấn hoa, nó ngứa cần cổ và nó làm dị ứng chúng ta ho. Còn nếu như chúng ta bị viêm phổi chúng ta ho, nó lại có triệu chứng khác, cho nên nó là Ái Hiền nói là có nhiều lúc nó ho thành những cái tiếng khác nhau, và ho bởi vì mình hút thuốc thì nó khủng hoảng hơn nữa, bởi vì ho đó là nó ho từ lúc khoảng 3-4 giờ sáng á. Nếu mà người nào mà hút thuốc nhiều 3-4 giờ sáng ho cho đến khi mình đi làm luôn, thì nhiều khi ho cả ra máu luôn, cho nên nó là những tiếng ho đó mình nghe nó nhói cả lòng mình, chứ không phải là cái người ho bị đau mà mình nghe đau luôn. Thì đó là những tiếng ho khủng hoảng. Bà ấy thì nghe hồi xưa ông bà mình có nói một cái căn bệnh đó là ho gà, nghe cũng sợ quá trời luôn. Thì như quý vị thấy đó, nếu mà căn bệnh ho mà chúng ta không chữa trị thì rất là nguy hiểm. Tại vì bản thân cái người bệnh nhân là đã mệt rồi, nhưng mà cái người thân của những người bệnh nhân nghe không thì cũng đã xót. Giống như mình thấy một đứa trẻ nó ho hay là những người cao niên ho thì mình cũng không chịu nổi. Thì hy vọng là trong chương trình ngày hôm nay chúng ta sẽ tham khảo được cách để chữa trị những căn bệnh ho, phát hiện sớm để không có để cho cái bệnh nó trở nặng hơn và gây ảnh hưởng tới đời sống của chúng ta. Với số điện thoại là 1844-858-7000, xin mời quý vị gọi vào nếu như mà quý vị có những câu hỏi dành cho chương trình. Khi mình nói ho đó thì Ái Hiền thấy thường thường có phải là lúc nào cơ thể của mình cứ vào chiều tối và ban đêm là ho nhiều hơn không, thưa thầy? Thường ban đêm nó ho nhiều hơn là bởi vì nó rảnh. Thứ nhất, thứ hai nữa là khi mà chúng ta
chú tâm vào một cái gì đó thì nó lại quên đi cái cơn ho của mình đi, hay là cái não của mình nó bắt buộc phải chú tâm vào một cái gì đó, không có thể buông tay hay là không có buông cái suy nghĩ ra được. Nhưng mà khi rảnh á, là chúng ta nghĩ tới cuốn cổ chúng ta sáng giờ nó khó có ho gì không, là tự nhiên nó ho, là bởi vì cái nó báo cho cái não của chúng ta nó có kiểm tra có ho hay không, là từ đó nó rà bắt đầu từ đó ho luôn. Thì cho nên là nói nó chiều nó ho, ta ho là cái giờ mà gọi là giờ tắt nắng á, thì cái phổi chúng ta cũng co theo, cho nên là co là cái sự đàn hồi nó thiếu, và từ đó là cái cơn lạnh hay là cái cơn mà gọi là giờ âm á, là chúng ta lại ho nhiều hơn. Cho nên là ấy hiện nói buổi chiều nó ho hơn buổi sáng, đó là có lý. Và cái ho mà thường xuyên á, là bắt đầu mà kéo đàm là 3-4 giờ sáng cho đến giờ sáng sớm, thì đó là những cái cơn ho nó bắt đầu từ cái đàm lôi lên, hay là nó ho bởi vì khi mà nó ngứa những cái histamine là những cái phấn hay những cái bụi bặm, từ đó là từ khoảng 3-4 giờ sáng bắt đầu nó trồi lên và nó đặt lại ở cuống cổ, và khi đó chúng ta bắt đầu nghe ngứa và bắt đầu cơn ho. Hả, ho một tiếng là ho dài, ho gọi là ho có dây có nhợ, đó là ho từ khuya ho tới sáng luôn. Cho nên là nếu mà nhà mà có người ho thì khỏi sợ trọng. Dạ, cảm ơn thầy rất nhiều. Cái này là nói đùa thôi, kính thưa quý vị. Và kính thưa quý vị, chương trình Đông Y ngày nay của chúng tôi tái ngộ trong khung giờ của thứ năm hàng tuần từ 5 giờ cho đến 6 giờ chiều Central Time Houston, Texas. Xin mời quý vị đón theo dõi. Và số điện thoại để quý vị có thể liên lạc với nhà thuốc là 281-495-0268. Địa chỉ của nhà thuốc là 11210 Bella Boulevard, 6126B, Houston, Texas 77072. Website là hoatheherbs.com, hoatheherbs.com. Thường thường thì căn bệnh ho này nó có liên quan đến những cái căn bệnh nào khác không? Để cho chúng ta có thể chớm sớm phát hiện ra, xin mời thầy chia sẻ. Cảm ơn Ái Hiền, câu hỏi rất là hay. Trong đây nó có những cái cơn ho mà nó không phải là bắt đầu của từ cái bệnh viêm phổi, mà nó ho bởi vì do mình có một cái gia đình đó, chẳng hạn như họ nuôi những con thú cưng, nhiều gia đình, nhưng mà là một gia đình, tôi ngồi ở văn phòng thấy nhiều lắm, cứ hỏi vòng hỏi ra bệnh là bởi vì họ nuôi mấy con thú. Từ lúc đầu thì cái cơ thể của họ nó có cái kháng thể, cái rồi cái sống môi trường sạch sẽ quá, từ đó muôn chó về, cả nhà 2-3 người ho hoài, đi khám bác sĩ năm này qua tháng nọ mà chữa hoài không hết. Sau khi con chó nó bệnh quá nó chết, cái qua đời, cái tự nhiên nhà hết ho luôn. Thì đó là ho do cái những cái lông thú của chúng ta nuôi, thương con chó, thương con mèo, cái hung hít túi bụi và lông nó cứ cuộn ở trong cái máy lạnh, và nó cứ thổi ra, nó hút vô, thổi ra, hút vô, và nó cho ta những cái bụi, và những cái bụi đó nó làm cho ta ngứa cổ. Và những người nào mà dị ứng nặng và kháng thể bắt đầu tuột dốc thì bắt đầu ho dần ho dần. Quý vị cứ gọi vào cho nó vui nha, bởi vì ngồi nói một mình hồi nó mỏi miệng, và thứ nhất, thứ hai nữa nó buồn ngủ, thứ ba nữa nó sợ ma nữa, cho nên quý vị nhớ gọi cho vui. Có nhiều người nói là thấy nghe ông thầy nói vui quá, hay quá, rồi ngồi đó không dám đi đâu hết, cứ đợi đó. Nhưng mà quý vị có tham gia thì ông thầy chương trình nó mới gọi là xúc tích cho nó vui nha. Và chúng ta trở lại vấn đề thì ho nó có dị ứng do thời tiết. Chẳng hạn cái người nào mà tới mùa, thứ nhất là vào mùa thu, thứ hai là vào mùa xuân, tự nhiên nó ho, bắt đầu ho và ho nhiều hơn và chữa hoài không hết. Chúng ta lại nghĩ lầm là chúng ta viêm cái này viêm nọ và uống thuốc nhiều thứ rồi rốt cuộc nó cũng không hết. Cho nên nó là hôm nay chúng ta đem những cái lọ thuốc này để làm cho cái cơn ho của quý vị tắt luôn, tắt già, tắt dần và tắt đại luôn, không ho nữa. Thì đó là những cái gì mà chúng tôi rất là hãnh diện, những cái thuốc mà của nhà thuốc Qua Đà đã đem lại cho quý vị của 20 mấy năm nay. Và sắp tới chúng ta sẽ có chương trình đi khám bệnh ở bên Dallas, thì vùng Dallas chúng ta ở Garland, thì quý vị nào ở vùng đó thì chúng ta sẽ có 3 ngày khám bệnh, và ngày 10 Tây, 11 và 12, đó là thứ 6, thứ 7, Chủ nhật và thứ hai, thì quý vị nên lấy hẹn ở trên nhà sinh. Chúng tôi sẽ có một cái thông báo kế tiếp của cái tuần sau là tới Thầy Tiên sẽ thông báo rõ ràng hơn và địa điểm cho quý vị lấy hẹn trên đó. Nếu quý vị ở gần khu Dallas thì lấy hẹn đó.
Dạ vâng, cảm ơn thầy rất là nhiều. Như quý vị thấy trên màn ảnh thì là số điện thoại để quý vị có thể liên lạc trực tiếp với nhà thuốc là 281-495-0268, 281-495-0268, và website của nhà thuốc là hoa.herbs.com, hoa.herbs.com. Địa chỉ của nhà thuốc là 11210 Belair Boulevard, Suite 126B, Houston, Texas 77072. Như quý vị biết là nhà thuốc Hoa Đà Houston có rất là nhiều những cái chuyến đi thăm khám, giống như hồi nãy thầy Thiện Đào có nói, đi đến những thành phố và tiểu bang xa dành cho quý vị đồng hương, những nơi mà không có nhà thuốc đông y ở gần, thì quý vị cũng có thể liên lạc trực tiếp với nhà thuốc Hoa Đà để biết thêm về những cái chuyến thăm khám này, biết đâu sẽ gần đến quý vị hơn. Và quý vị cũng có thể liên lạc trực tiếp với lại những đại diện của nhà thuốc Hoa Đà. Ấy Hiền biết là thầy có chuyến đi thăm khám ngoài Dallas ra thì có cả San Luis nữa, và có cả San Francisco và San Diego nữa phải không thưa thầy? Đúng rồi, sắp tới vào tháng 8 thì chúng tôi sẽ có mặt ở San Luis là San Luis là tự nhiên tôi quên. Yeah, Missouri. Missouri, San Luis thì tháng 8 ngày hình như là 6 Tây nếu tôi không lầm, thì sẽ có thông báo kế tiếp. Đó là những chuyến đi để giúp cho những người ở xa mà mấy cái vùng đó lại kiếm một ông thầy thuốc bắc ra đỏ con mắt, và họ cũng biết tìm đâu mà chỗ thuốc tây không hết, bây giờ lại tự nhiên có ông thầy đến đó thì họ mừng lắm. Cho nên nó là lần này đến San Luis thì hơi sớm hơn là bình thường, bởi vì họ người bệnh quá nhiều cho nên họ yêu cầu mấy ông thầy tới sớm để họ gặp lại, sau khi dùng thuốc một thời gian thì có kết quả tốt. Cho nên là từ những người mà họ làm đại lý cho mình, dẫn cha mẹ bà con cô bác tới đây hết để cho ông thầy khám bệnh, và mọi người đều có kết quả mỹ mãn. Cho nên là họ nói là lần này ông thầy phải tới sớm, cho nên là chữa cho vừa giảm đau tay chân. Vừa rồi có cái cô mà cổ nói cổ đau cái tay mà di chuyển không được đó, thì cổ có lại nhà thuốc Hoa Đà và thầy bấm huyệt, thì sau khi bấm xong rồi cổ nói là cái tay nó nhẹ quá, cổ thích lắm. Cho nên nó là sẵn đây thông báo những người nào mà có đau nhất nên có thể tới để thử những cái môn bấm huyệt hay là châm cứu với nhà thuốc Hoa Đà, để coi kết quả ra sao sau khi mình bị đau nhất một thời gian mà đi mãi không tìm ra cái kết quả để cho mình hết đau, thì thử nha thuốc Hoa Đà đi để coi ông thầy bấm huyệt ra sao nha. Dạ cảm ơn thầy rất là nhiều, và chúng tôi vừa rồi cũng đã chia sẻ về căn bệnh ho, quý vị cũng nên chú ý, có thể quý vị sẽ bị bệnh vì dị ứng hoặc là bị viêm phổi, hoặc là với những cái sức khỏe thể trạng yếu thì quý vị sẽ có phản ứng về cơ thể. Mong là quý vị sớm phát hiện ra căn bệnh ho và đừng có để kéo dài trong cái suốt tình trạng, thì bệnh sẽ trở nặng hơn, có thể dẫn đến ung thư cả phổi nữa. Tùy theo những cái nguồn gốc bệnh của quý vị và thói quen sinh hoạt hàng ngày. Quay trở lại thì cho phép Ái Hiền xin hỏi thầy là ngày hôm nay thấy thầy có giới thiệu dược thảo, thì Ái Hiền cũng rất là mong muốn biết được những dược thảo trong chương trình ngày hôm nay trong lọ thuốc này ạ. Lọ thuốc này thì mình có những cái vị thuốc, chẳng hạn nó giúp cho chúng ta tan đàm, thứ hai nữa là nó làm cho cái cổ chúng ta lúc nào cũng thanh thao, có nghĩa là khi mà cái nóc vọng hay là cái thanh quản của chúng ta nó bị viêm nhiễm thì nó sẽ tạo cho chúng ta nhiều cái ngứa ngáy, và từ cái ngứa ngáy đó nó bắt đầu một tiếng ho, và từ đó nó nối dài để đẩy ra những cái chất mà không đúng với nó, cho dù nó dính một chút xíu nó không hạp với lại cái cuốn cổ, nhưng mà khi mà có thuốc thì nó làm dịu, và từ đó nó không có tạo ra cái gì mà gọi là kích thích, thì không kích thích thì không ho. Và một phần đó những cái vị thuốc khác lại vào trong cái phổi của chúng ta và dọn dẹp hay là gọi là clean up và làm những cái chất nhầy trong đó, đó nó không có làm cho chúng ta khó thở. Mà khi để lâu dài, quý vị có biết chuyện gì xảy ra, thường là để xảy ra mà lâu ngày quá thì chúng ta cứ ho dần khoảng trên 20 ngày là chúng ta sẽ bị mãn tính và ho cả cuộc đời của chúng ta. Và khi mà ho như vậy không phải nó ngừng ở chỗ đó, ho từ từ kéo dài và từ đàm trong cho tới đàm vàng, rồi tới đàm xanh, rồi từ đó nó thành đàm đặc, và cuối cùng á và nó không có giúp ra tống ra những cái đó được nữa, và cái chúng ta bị viêm phổi. Và từ viêm phổi đó mà chúng ta trị không biết, trị đi vòng vòng mà trị không hết đó, chuyện gì
xảy ra là cái phế nang của chúng ta là những cái bubble trong phổi nó bắt đầu nó xẹp đi và nó lủng đi, rồi nó tạo ra gọi là viêm phế thủng phổi, và chúng ta phải mang cái bình oxy đi vòng vòng đi đâu cũng mang theo, bởi vì chúng ta không còn thở bình thường được nữa, và chỉ chờ là thay phổi khác hoặc là chỉ chờ chầu trời thôi. Bởi vì viêm phổi có nghĩa là cắt phổi có thể nó sống, nhưng mà để quản cái là nếu mà nó di căn rồi nó nhảy tùm lum thì lúc đó chúng ta sẽ rất là khó trị. Cho nên nó là chúng ta đừng có để tới ngày mà gọi là ho kinh niên trên 20-30 ngày vẫn không trị, thì đó là cái lỗi của mình chứ không phải là lỗi của ông thầy thuốc hay là ông bác sĩ. Dạ, cảm ơn thầy rất là nhiều. Và nếu như mà quý vị cần liên lạc trực tiếp với nhà thuốc, xin mời quý vị gọi điện thoại 281-495-0268, 281-495-0268, ở website của nhà thuốc để quý vị có thể tham khảo các dược thảo là hoa.herbs.com, địa chỉ là 11210 Bella Boulevard, Suite 126B, Houston, Texas 77072. Chủ đề ngày hôm nay nói về ho. Và ho thì theo ấy hiện thấy là đây là một cái căn bệnh rất là tế nhị. Tại vì nhiều khi mình thường xuyên bị ho và mình cảm thấy là đây là một cái căn bệnh mãn tính, giống như là thầy Thiện Đào có nói đó, khi mà mình vào trong đám đông nó cũng sẽ bị ảnh hưởng rất là nhiều. Nhiều khi mình ho rồi mọi người xung quanh lại cứ gặp mình rồi né rồi cũng sợ rồi, thời điểm này thì nó cũng khá nhạy cảm, thêm nào dịch Covid thì nào là dịch mới Monkeypox rồi đủ thứ hết, thì thành ra là tại sao mình phải sống với cái căn bệnh ho trong cái sự hồi hộp và lo âu và cảm thấy giống như là thiếu tự tin khi mà đi ra ngoài. Quý vị cũng có thể thử để chọn cho mình phương cách chữa trị đông y, và biết đâu thì quý vị cũng có thể khỏi được cái căn bệnh này. Hồi nãy thì ấy Hiền cũng nghe thầy nói rồi là giúp cho cái cơ thể mình nó lọc lại và nó khỏe mạnh hơn, nhưng mà thành phần chính trong dược thảo của cái loại thuốc này là gì, thưa thầy, xin mời thầy chia sẻ. Thầy đọc một hai cái sơ sơ để mình sẽ quế chi, bạch thược, can khương, tế tân, ngũ vị tử. Thì bắt đầu mình nói về quế chi đi. Thì trong khi quế chi thì thường thường là chúng ta nói về chi là có nghĩa là đưa xa, đi đưa lên cao, chẳng hạn trong đó có cổ, mắt, tai, mũi, những cái xoang ở trên mắt mũi của chúng ta. Thì quế chúng ta có thể dùng ăn uống nước, hay là chúng ta thấy bây giờ những cái công ty lớn họ sản xuất ra quế rồi gừng rồi mà thêm những cái nghệ đồ này kia, họ bán một hai lọ như vậy cho chúng ta uống rồi thay đổi của cơ thể chúng ta bằng cách, thì chẳng hạn như chúng ta thấy viêm nhiễm thì họ cho uống nghệ hay gì đó bằng thuốc capsule. Thì bây giờ thường thường ông thầy thuốc bắc ông không có ra một cái vị mà một vị mà chúng ta uống hoài nó thành độc dược, cho nên ông thầy thuốc bắc lúc nào cũng ra trong một cái lọ thuốc nó có nhiều vị trong đó để nó cân bằng cơ thể chúng ta, ngoại trừ chúng ta chữa bệnh mà nó còn thêm dưỡng thêm cái cho cái cơ thể chúng ta khỏe hơn. Thì trong khi đó chúng ta thấy bạch thược, can khương, thì những cái vị này đó là nó làm cho ổn vị. Tại vì khi mà chúng ta ho có nhiều khi chữa hoài không hết, bị bao tử á Hiền. Dạ. Khi bao tử chúng ta mà nó nóng mà chúng ta không trị được á thì bắt đầu nó loét ở trong á. Có khi chúng ta ho năm này qua tháng nọ chữa hoài không hết, nhưng mà chữa tự nhiên bao tử xong cái tự nhiên nó hết. Cho nên trong khi chúng ta chữa bệnh thì ông thầy thuốc cũng bỏ cái thuốc bao tử vô đây, bởi vì trong đó nó có bạch thược và can khương. Khi can khương nó làm cho chúng ta, can khương là cái gừng khô đó ấy, thì khi mà nó vào những cái nó gọi là ổn vị thì cái lỗi rõ ràng là bao tử hay là cái pancreas là cái tỳ của chúng ta nó khỏe đó, thì nó không sinh ra những cái trứng mà gọi là axit lên cao, mà axit lên nó vừa đủ và nó dịu dàng đó thì nó sẽ tiêu hóa tốt và cái van ở trên cổ chúng ta không bị mở. Khi bị mở thì chúng ta tạo những cái bị nó lên những cái hơi ở trên bao tử và làm cho chúng ta bắt ho, và từ đó thành một cái thói quen gọi là ho kinh niên và ho là mãn tính, là ho liên tục không ngừng. Thì trị bao tử, và trong khi mà chúng ta trị ho là chúng ta phải trị luôn cái dạ dày. Cho nên chúng ta có những cái vị thuốc trong dạ dày nè, khi mà chúng ta có những cái vị như tế tân, ngũ vị tử, viễn chí, có nhiều cái vị nó sẽ mình nghĩ nó không liên quan, nhưng mà tế tân là nó chống cho chúng ta chống viêm, chống đau, thì nó đi có hướng đi lên,
Cho nên là khi chúng ta nhức đầu, nhức cổ, nhức viêm họng thì trong đó tế tân nó sẽ là một cái vị làm cho chúng ta giảm đau và giảm sưng. Và một vị nữa là ngũ vị tử viễn trí. Viễn trí là làm cho chúng ta an thần. Lúc nào là ở trong cái thuốc của Tây y á, họ bỏ cái thuốc ho đó, họ bỏ nhiều cái thuốc an thần lắm Hiền. Khi mà chúng ta uống vào chúng ta sẽ thấy nó lật lọi, là ngủ cũng không được mà thức cũng không xong, tại nó mệt mỏi, nó mở mắt không được, mà ho thì cứ ho, ngủ thì cũng không xong mà thức cũng không được. Cho nên là chúng ta không uống thuốc mà chemical, gọi là không thuốc mà gọi là quá chất được, chúng ta dùng cái thuốc tự nhiên thì trong đó nó có viễn trí để làm cho chúng ta an thần và làm một cách tự nhiên là chúng ta dỗ giấc ngủ nó dễ thôi ha. Trong đó có cam thảo chế bán hạ. Cam thảo và chế bán hạ, tam thảo là chúng ta biết rồi đó, những người nào mà hay bị ho rồi hay đi mua cam thảo xay ra trộn với lại cái những cái loại mà chua chua giống như chùm ruột, hay là làm cho những cái cranberry là cranberry tự nhiên mình quên. Thì những cái trái cây mà ở đây chúng ta có đó, họ xào lên rồi họ làm thành một cái kẹo hay là một cái mứt chúng ta ăn thì tự nhiên cái cơn ho nó mất đi, mà chúng ta không có biết, bởi vì chỉ là nghĩ là ăn mứt thôi mà tại sao tự nhiên cái ho nó mất tiêu, bởi vì trong đó, trong cam thảo nó có một cái vị gọi là làm cho chúng ta cái thanh quản chúng ta rất là dễ chịu và nó ổn những cái vị thuốc khác. Bởi vì có cam thảo thì nó làm ổn vị thuốc khác, làm điều hòa cái vị thuốc, nó không cho nó hỗn. Cho nên thường thường bị những vị thuốc nó có trong đó. Và chế bán hạ là làm cho chúng ta sẽ lôi cái đàm xuống, làm cho chúng ta không có bị trồi đàm lên, thì vừa không kích thích cho ho mà trồi đàm xuống. Thì tại sao là không, cho nên vị thuốc rất là có kết quả. Dạ, cảm ơn thầy rất là nhiều với những chia sẻ về dược thảo của ngày hôm nay. Và vừa rồi là phần 1 của chương trình, sau một vài thông tin thương mại bảo trợ cho chương trình thì chương trình của chúng tôi. Tại H-Mart vào mỗi buổi sáng, chúng tôi đều có các thực phẩm rau củ tươi, thịt tươi để chế biến món nướng sẵn sàng đáp ứng cho bất cứ người sành ăn nào. Đồ ăn chế biến sẵn tươi ngon, hợp vệ sinh. Tại H-Mart luôn có hải sản tươi sống. Chúng tôi có đầy đủ các loại kim chi với nhiều hương vị khác nhau. Chúng tôi có nhiều đồ dùng dành cho nhà bếp. Đến với H-Mart, quý vị sẽ tìm được mọi thứ quý vị cần cho một bữa ăn ngon và cho gia đình của mình. H-Mart nay đã có app trên App Store và Google Play Store. Diễm Minh xin kính chào quý vị đã đến với chương trình Vinashop Home Shopping. Quý vị thân mến, Yến Ăn Liền hiện là một trong những sản phẩm bán chạy nhất tại Vinashop, được biết đến với chất lượng tốt, công dụng tuyệt vời và vô cùng tiện lợi. Yến Ăn Liền đến từ công ty NestArt sẽ có 6 mùi vị khác nhau để quý vị có thể lựa chọn: Original, Fucodan, Saffron, Calatin và cũng như lá dứa và hạt sen. Thời gian chế biến chỉ với 5 phút, quý vị đã có ngay một chén yến giàu chất dinh dưỡng với rất nhiều chất bổ dưỡng làm đẹp, tái tạo lại cấu trúc cho da, giúp ngăn ngừa giảm đi nếp nhăn, bảo vệ da, giúp da trắng sáng hơn. Và bên cạnh đó sẽ rất phù hợp với những quý vị nào vừa mới bệnh và muốn phục hồi lại sức khỏe, hỗ trợ và ổn định huyết áp. Quý vị ơi, đây là sản phẩm còn sẽ rất phù hợp với các mẹ bỉm sữa nữa nhé, sẽ giúp hỗ trợ phát triển cho thai nhi, với các chị em phụ nữ sau khi sinh cũng sẽ phục hồi nhanh chóng hơn. Để biết thêm chi tiết hãy nhấc phone lên và gọi ngay cho Vinashop 1-855-855-5888. Nhật Minh xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại quý vị vào những chương trình lần sau. Một muỗng cà phê hảo hạng nguyên chất, một tí đường cho ngọt ngào, đạm sữa cho béo béo, vậy là xong. Ủa, à, còn thiếu một ít tổ yến cho dinh dưỡng nữa, thế là hoàn hảo rồi. Cà phê tổ yến cho buổi sáng đầy năng lượng, kết hợp độc đáo từ hạt cà phê nguyên chất được rang sấy kỹ lưỡng và tổ yến thượng hạng giàu dưỡng chất, mang đến cho quý vị một hương vị cà phê thơm ngon mới lạ, đậm đà, không kém phần bổ dưỡng. Yến cà phê ai cũng mê. Đã ban tặng cho chúng ta một bí quyết làm đẹp mà ít người biết đến, đó chính là vỏ cây French Maritime Pie.
nay được kết hợp cùng với sữa ông chúa cho ra đời Colaskin. Colaskin giúp nuôi dưỡng làn da từ sâu bên trong, mang tới một vẻ đẹp tươi tắn, rạng ngời, không tì vết. Colaskin, thanh xuân trong tầm tay. Hey, rất là cảm ơn quý vị vẫn giữ màn ảnh của chúng tôi và đang quay trở lại trong phần 2 của chương trình Đông Y ngày nay, được tái ngồi trong khung giờ từ 5 giờ cho đến 6 giờ chiều giờ Central Time Houston, Texas vào mỗi thứ năm hàng tuần. Số điện thoại mở ra cho quý vị có thể gọi vào và đặt câu hỏi về sức khỏe, không có nhất thiết là với chủ đề căn bệnh ho. Quý vị có thể hỏi về tất cả những căn bệnh mà quý vị và người thân của quý vị đang gặp phải và muốn chữa trị theo cái nhìn của Đông Y, và tham khảo về những sự tư vấn của thầy Thiện Đào, thì xin mời quý vị gọi vào 1-844-858-7000, 1-844-858-7000. Khi quý vị gọi vào, vui lòng kiên nhẫn đợi trên đường line. Khi kết nối với studio, mong là quý vị dặn nhỏ tiếng để tránh vang, chúng tôi có thể nghe rõ được câu hỏi của quý vị. Và khi quý vị gọi vào, xin cho biết quý danh và câu hỏi về sức khỏe. Và nếu như quý vị hỏi dùm cho người thân yêu của mình, thì xin quý vị cũng chia sẻ rõ về những triệu chứng bệnh, về sinh hoạt ăn ngủ và cơ thể phản ứng ra sao với những cái căn bệnh mà quý vị đang gặp phải. Càng thêm những cái chi tiết thì chúng tôi sẽ càng dễ dàng để mà chia sẻ với quý vị qua màn ảnh của VTV Network. Và Ái Hiền cũng xin chia sẻ rằng đây là cái chương trình tham khảo tổng quát, và mọi những ý kiến về thăm khám, chẩn đoán thì xin mời quý vị liên lạc trực tiếp với nhà thuốc Hoa Đại Houston ở số điện thoại là 281-495-0268, 281-495-0268. Quay trở lại ở trong phần 2 thì cho phép Ái Hiền hỏi về tình hình dành cho các em nhỏ đó, tại vì thường thường thì Ái Hiền thấy các em ho rất là nhiều, đặc biệt là những cái bé mà lứa tuổi từ dưới 3 tuổi cũng thường xuyên mắc những cái căn bệnh ho. Thì cách chữa trị của một bệnh nhân người lớn khác với lại bệnh nhân trẻ nhỏ như thế nào? Xin mời thầy chia sẻ. Rất là cảm ơn Ái Hiền, câu hỏi rất là hay. Có nhiều đứa trẻ nó ra đời và chúng ta nói tại sao lại bị ho, mà ho lại kéo dài và ảnh hưởng đến cả cuộc đời của em bé. Từ khi mà nó chào đời, có nhiều khi 3 ngày, 5 ngày đến thì 1 tháng nó ho dài cho cả đời, và đó, con người nó cứ teo dần lại. Bởi vì khi mà cái phổi chúng ta không có năng lượng thì nó ho riết á, nó sẽ nhiễm với thủng phổi của nó và nó teo dần cái con người nó, và lớn lên nó bị dị tật. Chúng ta cũng, nếu chúng ta là cha, lớn cha mẹ, nếu chúng ta đi Đông Y, đi Tây Y rồi mà chúng ta thấy là con ta mỗi ngày mỗi tệ hơn thì phải kiếm một cách khác, hay là kiếm một cái lời khuyên khác của một cái người khác, hay là của một ông thầy thuốc để giúp cho quý vị có một cái hướng nhìn cho con cái của mình. Có nhiều khi mình đi đúng hướng thì mình sẽ giúp cho con mình có một cái sức khỏe tốt. Nếu không thì tôi thấy cũng tội nghiệp những đứa trẻ, có nhiều khi nó khoảng từ lúc mà chào đời cho đến khi 5-7 tuổi, 10 tuổi, nó càng ngày nó càng ốm, bởi vì cái phổi của nó đã teo dần và nó cứ ho dần, ho già, và có đôi khi nó sẽ đến giai đoạn mà gọi là rất là dễ với vấn đề tử vong, bởi vì nó không còn cái sức mà đề kháng của nó nữa. Phổi là một trong những cái năng lượng, là cái sức lực của em bé lớn, và khi mà nó không tốt rồi thì nó sinh ra nhiều bệnh khác, chứ không phải là ho mà chấm dứt ở đó hay là nó ngừng ở đó mới thôi. Cho nên là có nhiều đứa trẻ nó bị gọi là hư âm dịch, và trong phổi nó lúc nào nó cũng nóng và tạo ra những cái tiếng ho rất là khàn, và ho không có đàm và khàn. Chúng ta ngưng một chút về cái chuyện mà chúng ta nói chuyện ho, và chúng ta nói một chút xíu về âm và dương để biết tại sao lại có cái chuyện mà xảy ra với những cái cực âm cực dương nó khác nhau, và nó làm gì cho cơ thể chúng ta mà nó quan trọng như vậy. Chúng ta nói về âm huyết thì khi đứa trẻ, có nhiều khi cha mẹ không hiểu và không có tìm hiểu được hết đó, thì trong khi cha mẹ mẹ mang bầu em bé và bị xuất huyết nhiều quá thì âm dịch của em bé đó nó từ da cho đến cái phổi của nó rất là yếu, cho nên sinh ra nó bắt đầu nó sinh ra những cơn ho và tạo ra cái suyễn, và từ đó nó bệnh luôn cả đời nó. Thì chúng ta carry nó, chúng ta ôm ấp con cái chúng ta, và
có nhiều khi nó ho mà chúng ta cứ ngồi đó khóc thôi chứ không biết làm gì hơn, thì phải kiếm ra một cái cách, thì chúng ta phải thử cho em bé. Có nhiều khi ông thầy nói về cao bộ âm, có nhiều khi cho nó uống cao bộ âm chỉ chừng khoảng một vài tuần tự nhiên em bé hết ho luôn, bởi vì nó đủ cái dịch trong người nó và nó tự động cái cơ thể nó phát rất là lẹ và nó giúp cho cơ thể nó bừng dậy cái kháng thể, bởi vì trong đó nó có âm và dương. Ở đây chúng ta nói là dương và âm là cái gì mà nó quan trọng đến cơ thể như vậy. Chúng ta nhớ là từ những cái phát minh của thế giới bây giờ cũng phải sử dụng âm và dương trong đó để làm với chúng ta. Bây giờ nói sample nha. Bây giờ chúng ta thấy là một chiếc máy bay, khi mà nó làm ra thì chiếc máy bay nó phải cứng, nhưng mà khi mà nó muốn đáp xuống thì nó nhờ cái gì? Dạ. Ở bánh xe không? Dạ. Thì bánh xe thì nó mềm, là một cái cứng một cái mềm để làm cho nó cái sự mà nó đáp xuống được, chứ không thôi là nó cứ bay hoài nó không xuống được. Thì đó là âm và dương. Và chúng ta nói về đó đơn giản là nó là một cây chổi. Thì bây giờ chúng ta lấy một cây chổi ra, nếu mà chúng ta làm bằng nhựa hết và chúng ta cứng ngắc cứng đơ, chúng ta có quét được không? Rõ ràng không quét được. Thì cái đầu cây chổi nó phải có mềm mại, thì cứ rõ ràng cái tay cầm nó cứng, cái đầu cây chổi nó phải mềm. Thì đó là âm và dương phối hợp với nhau. Và trong xe, trong tàu, trong bất cứ những cái gì hoạt động chúng ta, ngay cả máy móc chúng ta bây giờ xài, thì trong đó phải là bích tông hay là những cái bộ phận trong máy nó là gan, để nó chịu cái sự cứng cáp và chịu nóng dai, sắt không chịu nổi mà chỉ có gan. Thì trong đó, trong cái cốt, những cái cốt lõi đó nó lại là mềm, là nó phải có đồng, thì nó phải chịu cái sự ma sát bằng cái mềm và cứng nó nhịp nhàng với nhau. Đó là âm và dương. Và trời đất sinh ra con người, cha mẹ sinh ra ta, trời đất tạo ra là cái một cái giống gọi là người của chúng ta. Thì bây giờ khi mà đụng với nhau, nam và nữ, rõ ràng nam là dương, nữ là âm, thì kết hợp nhau thì lót, thì tạo ra những đứa con. Thì từ đó là chúng ta có âm và dương, và trong dương lại có âm, và trong âm lại có dương. Bây giờ chúng ta nói đơn giản thôi, có một cây viết mực, thì khi chúng ta viết ở xuống tờ giấy thì rõ ràng cái đầu viết là cái gì? Là hạt bi, đúng không? Mà khi mà hạt bi á, nó nhờ cái đầu viết là bằng ngũ, khi mà cứng nó đụng mềm, ở trong đó nó có mực, nó là âm, thì trong âm có dương, trong dương có âm. Thì đó là những cái gì trong cuộc sống chúng ta nó hòa hợp, nó phải có như vậy. Cho nên chúng ta đã thấy những nhà phát minh bất cứ làm một cái chuyện gì đó cũng đều phải sử dụng lực âm dương để làm ra một cái gì đó, hay phát minh một cái gì đó đều phải sử dụng âm dương. Đó là như vậy. Cho nên giờ chúng ta nói về những đứa trẻ mà nó ho mà lâu ngày chữa không hết, chúng ta lại thiếu cái âm dịch đó, nó ho hoài chữa không hết, nhưng mà sau khi có cao bộ âm thì nó dưỡng lại cái trong phổi, nó không có bị khô, và nó sự kích thích làm cho cái cổ họng bắt đầu nó cứ khô, nó nóng khô nóng, con mình nó cứ da nó khô, nó ngứa, nó ngái, nó lở loét, rồi đi tiểu thì nóng, đi tiêu thì ra cục nào cục nấy, giống như là cục bi nó cứng ngắc. Đó là những âm huyết nó hư, cho nên nó trong người nó nóng, nó tạo ra cái bón, và nó ho suốt cả cuộc đời không hết mà không biết chữa làm sao, tự nhiên uống cao bộ âm và cho uống thuốc ho chút xíu, tự nhiên cái ho nó mất. Đó là những cái gì mà trong cuộc sống chúng ta chỉ có đông y, họ học chuyên về cái dược thảo, cho nên họ hiểu được. Khi bắt mạch cháu bé thì họ sẽ hiểu được là cháu bé thiếu rất nhiều âm dịch, chỉ cho những cái dịch nó đang cần, giống như cái cây nó đang đói những cái phân nó cần thiết á, thì tự động cái cây nó sẽ tươi mát và sống lại và ra lá đôm bông kết trái. Thì đó là những cái gì mà nó gọi là âm và dương. Bây giờ chúng ta nói dương khí, nếu đứa bé mà èo uột, thở hì hục thở không được, thì rõ ràng là cục pin trong người nó, là cái dương khí trong người nó không có, thì bác sĩ sẽ cho cái gì? Và nếu mà uống tái kết hợp với đông y thì nó lại tốt hơn nữa, bởi vì chúng ta đem dinh dưỡng cho người nó, bắt đầu cái nguồn máy nó chạy và cục pin nó tự động nó chạc đúng cái vô của nó, thì rõ ràng cuộc sống của chúng ta nhờ âm và dương. Cho nên ra đời những ông thầy thuốc bắc là giúp cho quý vị cân bằng âm dương. Chúng ta nói đơn giản vậy để dễ hiểu, chứ chúng tôi mà nói về y học mà nói âm dương, quý vị ngồi hồi là
không hiểu mấy ông này nói gì hết, cho nên chúng tôi lấy đơn giản những cái cây chổi, lấy cây viết ra ví dụ cho quý vị thấy để quý vị mường tượng ra được. Trong luật âm dương chút xíu, và chúng ta sẽ nói sâu lắm nhưng mà nói cả mấy ngày cũng không xong, nhưng mà cứ một sinh ra mười, mười sinh ra trăm, trăm sinh ra ngàn, ngàn sinh ra vạn, thì luật âm dương nó nằm ở trong cái đông y. Chúng ta thấy mấy ông thầy bói cũng dùng luật âm dương ra mà bói toán rồi. Chúng ta thấy là những cái sự kết hợp đó đó nó rất là hài hòa. Chúng ta thấy ngoài kia trời đổ mưa là nước là âm ở trên kia khí trời bắt đầu làm nóng bốc lên thì là dương, và nó cũng rớt lại âm. Trong dương có âm và trong âm có dương, đó là như vậy. Cho nên mấy ông thầy trị bệnh cũng trị cho quý vị cân bằng âm dương. Cái thầy tiên cứ nói là phải cân bằng âm dương, làm cho máu huyết lưu thông. Sao mình nói mừng tượng nó khó hiểu quá, cho nên hôm nay tôi quên nói cho quý vị sơ sơ để hiểu về lực âm dương chút xíu, bởi vì chúng tôi học rất kỹ về cái này, cho nên mình nói sơ sơ và chúng ta hiểu được ngụ ý của cái cách chữa bệnh của đông y là như vậy. Cảm ơn thầy rất là nhiều, và kính thưa quý vị, thầy Thiện Đạo và thầy Mai Tiên sẽ luôn luôn tái ngộ tới quý vị trong chương trình Đông y ngày nay vào thứ năm hàng tuần từ 5 giờ cho đến 6 giờ chiều giờ Central Time Houston Texas, để chia sẻ tới quý vị về kiến thức đông y, về cách dược thảo và cách chữa trị. Và nếu như mà quý vị có những câu hỏi về sức khỏe thì xin mời quý vị gọi vào 1844 858 7000, 1844 858 7000. Khi quý vị gọi vào xin cho biết quý danh và câu hỏi của quý vị, và quý vị cũng có thể hỏi dành cho người thân yêu của mình và xin cho biết rõ số tuổi và căn bệnh mà quý vị đang gặp phải. Ấy hiện xin lặp lại một lần nữa số điện thoại của nhà thuốc trong trường hợp quý vị cần liên lạc trực tiếp và đặt hẹn lịch thăm khám chữa trị là 2814950268, 2814950268, và website của nhà thuốc là hoaderbs.com, hoaderbs.com. Địa chỉ của nhà thuốc là 11210 Bella Boulevard, Suite 126B, Houston, Texas 77072. Và xin mời thầy chia sẻ về sinh hoạt của nhà thuốc. Ngoài bốc thuốc chữa trị ra thì ngay tại nhà thuốc của mình còn có những cái phương cách chữa trị gì ở trung tâm sức khỏe của nhà thuốc Hoa Đà Houston ạ? Trước khi chúng ta vào những cái chi tiết đó thì chúng ta sẽ sợ mình không có đủ giờ đó, thì chúng tôi sẽ nói cách ngăn ngừa. Quý vị có thể ngăn ngừa bằng cách là xúc muối, lại muối nhạt vào mỗi đêm để cho chúng ta khử trùng cái cuốn cổ của chúng ta. Chúng ta xúc miệng thay vì chúng ta đánh răng xong bằng kem rồi chúng ta xúc một chút xíu muối nhạt để làm cho chúng ta sẽ khử trùng cái cổ của chúng ta, làm cho virus hay là những cái bacteria nó không có phát triển và làm cho chúng ta ho. Thứ nhất. Thứ hai, chúng ta nếu đã bị ho nhẹ nhẹ thì nếu như mà trước khi uống thuốc chúng ta sử dụng gừng nhạt và mật ong thì chúng ta có thể trộn vào nhau nhạt nhạt nhẹ nhẹ uống thôi, uống mỗi ngày chút chút. Chúng ta không nên lạm dụng bất cứ cái gì đó, và chúng ta dùng vài nước ấm. Và cái khi mà chúng ta bị ho hay là ngứa mũi nhiều, chúng ta có thể dùng cái mask là cái khẩu trang của chúng ta, thì chúng ta chấm những cái giọt dầu, chấm một hai giọt dầu, để cái giọt dầu nào mà chúng ta hạp đó chúng ta chấm vào đó và chúng ta đeo vào trước khi đi ngủ. Khi chúng ta hít thở là chúng ta đã xong rồi đó, và giúp cho chúng ta ngủ một đêm nó thật là dài và cắt cơn nó thành một thói quen mới, và không có bị ho, cũng không có ngứa mắt ngứa mũi, để chúng ta vượt qua những cái mùa màng khó khăn này nếu chúng ta không muốn dùng thuốc. Ngoại trừ chúng ta đã bị ho dần, ho già mà không có hết thì nên gặp thầy đông y để cho mình một cái lời khuyên, rồi khi đó muốn làm gì thì cứ quyết định có bản thân của mình. Và đó là những cái gì mà chúng ta có thể làm cho mình đừng có nói cho ai hết, cho bản thân mình trước. Mà thấy khá thì hãy chia sẻ cho giúp cho những người ở chung quanh chúng ta, bà con, cô bác, anh chị em. Và trở lại vấn đề là chúng ta hỏi Ái Hiền hỏi là nhà thuốc Hoa Đà làm việc ra sao và có những cái cách chữa trị thế nào. Thì nhà thuốc Hoa Đà làm từ thứ hai đến thứ sáu, thì từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều, 9 giờ sáng 5 giờ chiều đóng cửa mỗi thứ tư. Thứ bảy chủ nhật vẫn mở cửa, nhưng chúng tôi sẽ đóng cửa vào lúc 4 giờ, mở cửa 9 giờ. Thì chúng tôi rất nhiều những đại lý chúng tôi có, cho nên chúng tôi sẽ thay phiên nhau.
những ông thầy đi đến tiểu bang đó để giúp cho những cái người ở xa mà không vối tay được với ông thầy. Thì quý vị ở gần cũng chịu khó chút xíu, sau khi mà đợi ông thầy về thì chúng ta lại là gặp nhau để chữa những căn bệnh khó khăn của mình. Và chúng tôi có những đại lý đó, và những người nào mà thích nói chuyện để tâm sự, hay là để có những cái bệnh tình mà mình khó khăn cần giải bài hay là cần ông thầy tư vấn, thì gọi lại nhà thuốc Hoa Đà với số là 281-495-0268 và hỏi thầy Thiện hay thầy Tiên để được tư vấn. Even chúng ta không có mua, không chúng ta không có mua thuốc cũng được, chúng ta có một cái có cách là open mind, là cách mở đầu của câu chuyện và kết thúc bằng cách chúng ta hiểu thêm về căn bệnh chúng ta và cái cách chữa trị của những ông thầy đông y. Nếu chúng ta đồng ý thì chúng ta có thể theo thầy một thời gian để coi những cái cách của ông thầy chữa trị ra sao. Nếu như chúng ta trong vòng 10, 20 ngày chúng ta lại thấy kết quả rất là tốt thì chúng ta đó là những cái gì mà chúng ta đã được mở mang và chúng ta đã thử nghiệm, thì phần còn lại là thời gian để chúng ta thử bệnh và chữa bệnh cho nó đến nơi đến chốn. Dạ, cảm ơn thầy rất là nhiều. Và như quý vị nhớ dùm cho Ái Hiền, vào mỗi thứ năm hàng tuần thì chúng ta sẽ cùng chia sẻ về cách chữa trị với các dược thảo của Đông Y nhé. Ngày hôm nay chủ đề căn bệnh là ho, nhưng mà quý vị cũng có thể gọi vào và hỏi tất cả những căn bệnh mà quý vị quan tâm với số điện thoại là 1844-858-7000, 1844-858-7000. Hiểu về thuốc, hiểu về cách ngăn ngừa, điều trị và hiểu về phương cách tại sao dẫn đến cái căn bệnh ho. Nhiều những cái căn bệnh có liên quan như là bị viêm phổi, bị ho mãn tính, hoặc là những cơ thể nào có những cái căn bệnh khác nó cũng ảnh hưởng. Hiểu như vậy rồi, nhưng mà cho phép Ái Hiền xin hỏi thầy, trong suốt cái khoảng thời gian mình uống thuốc, mình chữa trị như vậy, thì riêng đối với căn bệnh ho thì mình có phải kiêng cữ gì không trong những cái thức ăn trong suốt cái lịch trình điều trị? Có nhiều người họ lại dị ứng với lại bất cứ những cái gì mà nó hơi kích thích, chẳng hạn như chúng ta nói đậu phộng, chúng ta nói lòng đỏ, trứng gà, chúng ta nói chiên xào, chúng ta nói về những cái vị cay, những vị quá mặn nó cũng ho. Cho nên là nhiều người ăn thịt gà nó cũng ho, mình cũng biết tại sao thịt gà nó lại ho. Cho nên là chúng ta tự mỗi người có một cái kháng thể và một cái signal nó khác nhau, nó báo động khác nhau. Cho nên quý vị thấy cái gì mà nó hay ho vì nên tránh. Cho nên là chúng ta ăn uống thì chúng ta phải nhớ chú ý chút xíu. Rồi những cái đồ mà dễ ho, chẳng hạn như bây giờ chúng ta nói đậu phộng, nên tránh khi mình đang ho. Thứ hai nữa là ăn chất đạm quá cao thì nó cũng nằm y cuốn cổ và nó làm cho chúng ta ho. Chẳng hạn như chúng ta ăn những cái chất sơ đạm quá nhiều, rồi uống sữa sữa bò mà sữa đặc hay là cái gì đó thì nó kích thích cho ho, thì cũng nên tránh. Và chúng ta thường xuyên dùng nước ấm, nước chanh, hồi nãy chúng ta nói nước chanh có gừng để trộn với nhau pha với nước ấm và uống thường xuyên để làm cho ổn vị, tạo đừng cho nó kích thích nhiều cho nó ho. Bởi vì khi ho có nhiều khi những quý vị sẽ bị cái chứng gọi là viêm phế thủng phổi, và từ đó nó làm di căn xuống bao tử dạ dày. Bởi vì chúng ta bị một thứ thì nó sẽ lây tới thứ khác thôi, cho nên là muốn vậy thì phải tắt ngay lúc đầu. Thì chúng ta hay ho thì chúng ta sử dụng chỉ khái hoàng này, thì chỉ khoảng vài viên thôi chúng ta đã thấy nó cắt được cơn ho, thì rõ ràng chúng ta không có bị giống như kỳ bị di căn hay là bị ho kinh niên, thì chúng ta được ngưng nó lại, thì rõ ràng chúng ta thấy là cái kết quả nó tốt thì chúng ta sẽ theo. Và có nhiều khi chúng ta để trong nhà cũng tốt, bởi vì có nhiều người họ ho năm này qua tháng nọ hay là chỉ mới ho, thì chúng ta không có muốn họ thành một cái cơn kéo dài là họ có cái mãn tính, thì nên dùng chỉ khai hoàng. Và tôi thấy có nhiều người họ bệnh rất là tội nghiệp, sau khi mà họ ho lâu ngày rồi họ viêm phổi. Tôi không biết bệnh viện chữa bằng cách nào, nhưng mà chữa riết rồi nó nhảy qua bao tử, bởi vì họ uống trụ sinh để cho cái phổi đừng viêm, nhưng mà uống lâu ngày thì cái bao tử nó loét. Rồi bây giờ bao tử nó loét, nó nhảy qua loét cả đường ruột. Rồi bây giờ bác sĩ phán câu còn có 6 tháng nữa. Thì chúng tôi đã có những cái người bệnh nhân như vậy, và không phải ít,
cho nên là tôi không biết là cách chữa trị thế nào, nhưng mà cứ cái này nó lấy cái kia nó lấy cái nọ, cho đến khi họ đến ngày tử vong thì bây giờ câu đó chỉ còn là tính theo ngày thôi. Rất là tội nghiệp, cho nên chúng ta đừng để cái mạng tính làm thành cái di căn, và di căn làm ra cái chữa bệnh nó rất là khó khăn, và nó đưa đến cái giai đoạn gọi là không còn chữa được nữa. Và hồi sáng này tôi hốt cho một cái ba của cái cậu này, cậu ngày xưa bị thần kinh tọa và rất là khổ sở, và đi làm thì sợ bị đuổi bởi vì khiêng không được, mà làm warehouse thì mà không khiêng được thì đâu có nhận. Cho nên sau khi cậu được chữa trị bằng cách bấm huyệt thì cậu đã hết đau lưng, tới bây giờ nó lâu lâu nó ê chút xíu là cậu thấy hạnh phúc rồi. Nhưng mà sau khi hôm nay thì cậu mới gọi điện thoại sáng sớm, thì cậu gọi điện thoại nói là có người, cậu không nói là ba bị, nhưng mà cậu nói có người là bị bây giờ là bác sĩ cho về rồi, 6 tháng sau chết. Thì bây giờ thầy có cách nào không? Nói giờ con nước con tát thôi. Thì bây giờ thầy viết ra một bài thuốc, và bây giờ làm cho cơ thể mình, nội tạng mình bắt đầu nó vận động, nó khỏe lại. Sau khi tống được, chẳng hạn mình đi tiêu được, tại bởi vì thường thường mà ung thư là tiêu không được nữa, là nó ứ cái bụng sình lên. Bây giờ hả, người này mà đi cầu được là xong, là cái người đó sẽ có kết quả rất là tốt, và có thể cứu sống người này rất là dễ dàng, không khó gì cả. Dạ, cảm ơn thầy. Có thể là lần sau chúng ta sẽ nói tiếp về vấn đề này. Dạ vâng, cảm ơn thầy với những cái thông tin rất là hữu ích về các dược thảo để chúng ta có thể biết để chữa trị những cái căn bệnh ho, và tránh bị ho mãn tính có thể dẫn đến những cái căn bệnh khác nghiêm trọng hơn. Và trước khi chương trình của chúng tôi kết thúc thì Ái Hiền không quên nhắc lại số điện thoại để quý vị có thể liên lạc trực tiếp với nhà thuốc là 281-495-0268, 281-495-0268, địa chỉ là hoatheherbs.com, website quý vị có thể vào tham khảo các dược thảo. Và địa chỉ của nhà thuốc là 11210 Bel-Air Boulevard, Suite 126B, Houston, Texas 77072. Ái Hiền rất là cảm ơn thầy Thiện Đào đã dành thời gian đến đây để chia sẻ những thông tin rất là hay cho chương trình Đông Y ngày nay. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi. Chúng tôi xin chào và hẹn tái ngộ tới quý vị trong chương trình tuần sau. Xin chào tạm biệt.